sau mùng 1 tháng 7 âm lịch, đột nhiên thấy 10 dấu hiệu này chứng tỏ bạn bị mang quỷ đeo bám, xui xẻo triền miên, gia đình dễ gặp chuyện tán gia bại sản. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang quay trở lại chương trình Đạo sĩ Tử Thông, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ truyền tải những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, vào tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, Diêm Vương khai mở quỷ môn quan để ma quỷ được tự do trở về nơi dương gian, ghé thăm nơi trần thế, thăm lại cố hương, thăm lại những nơi mà mình còn đang lưu luyến. Điều này sẽ khiến cho nhiều người vô cùng hoang mang lo sợ, nhất là đối với những người yêu bóng vía thì sẽ luôn bị ám ảnh bởi có ai đó đang đi theo dõi mình. Chúng ta không thể khẳng định trên đời này có ma hay không, bởi ma quỷ là cái thứ vô hình, chẳng thể nhìn thấy và cũng không có cách nào đo lường và nắm bắt được. Vậy thì làm thế nào để nhận biết rằng mình đang bị vong linh đeo bám trong cái tháng cô hồn này? À, xin mời quý vị và các bạn hãy để tử thông cùng chia sẻ cho quý vị trong video ngày hôm nay. Sau mùng 1 tháng 7 âm lịch, đột nhiên thấy những dấu hiệu này chứng tỏ bạn bị ma quỷ đeo bám, xui xẻo triền miên khiến cho cuộc sống lâm vào bế tắc. À, thưa quý vị, theo quan niệm dân gian thì từ ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch thì quỷ môn quan chính thức được khai mở, được Diêm Vương khai mở. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này thì các bạn nên thận trọng khi đi ra ngoài vào ban đêm. À, và nếu bất chợt bạn nhận thấy có một cơn gió lạnh thoảng qua xung quanh thì hãy cẩn trọng bởi đó chính có thể là điểm báo có âm khí lẩn vẩn xung quanh bạn. Và trong thời gian này, tháng 7 âm lịch, nếu mà quý vị bắt buộc có chuyện phải đi đêm, đi ra ngoài thì quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật nó giúp xua để tà ma tránh xa âm khí tránh xa cái vận hạn của tháng cô hồn Đấy. sử dụng cái linh khí của nhà phật cũng như là được sử dụng bằng cái bạc s chín nó sẽ mang lại cái vận may cho quý vị về vận trình là tiền bạc tài lộc cũng như là hóa giải những xung sát thị phi trong cái tháng cô hồn này cái vật phẩm này cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vậy nên là quý vị hãy để lại họ tên ngày tháng năm sinh và giờ sinh để thỉnh cái minh quan pháp bảo này khi đó vật phẩm mới phát huy cái tác dụng tốt nhất xua đuổi tà ma âm khí cũng như là mang lại cái may mắn cho quý vị giúp quý vị tĩnh tâm an nhiên và khai thông cái trí tuệ từ đó sẽ ra được những quyết định đúng đắn trong công việc khiến cho công việc trở nên thuận lợi và tiền bạc nó sẽ ùn ùn kéo đến đó à, thưa quý vị và dưới đây là những cái dấu hiệu bị mắc quỷ đeo bám mà các bạn cần phải chú ý trong tháng âm lịch cô hồn này hãy cùng tìm hiểu để chủ động bảo vệ bản thân và nhắc nhở những người thân yêu của mình trước những cái xui xẻo trong cái vận hạn tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này một dấu hiệu thứ nhất đột ngột thấy xuất hiện một cơn gió lạnh à, thưa quý vị nếu mà thời tiết đang bình thường yên ả không hề có gió mà đột nhiên lại thấy một cơn gió lạnh thổi qua đây chính là cái dấu hiệu có âm khí đang đi theo bạn à, không cần chạy trốn các bạn cần bình tĩnh và nhận định xem cái cảm giác này có biến mất hay là không nếu mà không còn cơn gió lạnh nữa thì có nghĩa là quỷ hồn không hề đi theo à, nhưng nếu vẫn còn cái cảm giác lạnh lẽo này thì có một chút kinh sợ bạn có thể đuổi chúng đi bằng cách là quát lớn, trừng bắt hoặc là dậm chân thật mạnh. À, dấu hiệu thứ hai là bỗng nhiên thấy ớn lạnh sống lưng. À, thưa quý vị, vẫn là trong cái điều kiện thời tiết bình thường không có gió, bỗng dưng các bạn có một cảm giác ớn lạnh ở, ở sau sống lưng này. Cái cảm giác sau lưng có một như có một cái tảng đá lớn nó rất lẹ, rất là lạnh. Nếu cảm giác lạnh cóng như băng ấy thì âm khí vây quanh bạn không chỉ là một hay là hai mà còn rất nhiều quỷ hồn với quanh bạn. Các bạn nên chạy thật xa khỏi cái nơi ấy Tới những cái nơi có nhiều dương khí, nhiều ánh sáng, ánh đèn Hoặc là gì có nhiều người Hoặc cũng có thể áp dụng cách trên là trừng mắt quát lớn Dậm chân thật mạnh để những vong hồn này lo sợ mà mà chạy đi Cái dấu hiệu thứ ba là xuất hiện các tiếng động lạ xung quanh à, Thưa quý vị, cái dấu hiệu này nó rất phổ biến Đó có thể là tiếng bước chân xào xạc, tiếng gõ cửa, tiếng lá xào xạc như thể ai đó đang dẫm lên lá trong vườn cây, à, tiếng gõ cửa trên tiếng gõ trên tường hoặc là tiếng vật gì đó rơi hoặc là gì cái tiếng trẻ con khóc hay là cười vân vân, à, một vài cái âm thanh khá nhẹ nhàng thậm chí là đứt quãng nhưng một số lại rất to rất thanh hoặc là kéo dài. À, trong mọi trường hợp nếu phát hiện có âm thanh lạ này thì tốt nhất các bạn không nên đáp trả lại. À, chẳng hạn như là không nên gõ lại khi nghe thấy tiếng gõ trên tường và hãy gọi một vài người đến để cùng kiểm chứng có thể là bố mẹ có thể là anh em à, bởi vì một số cái niềm tin cho rằng nếu mà phản ứng lại với những cái gì mà ma làm ấy thì có khả năng bạn sẽ bị ma nhập và sẽ bị quỷ ma đeo bám dẫn đến cái vận xui liên tiếp trong tháng 7 âm lịch à, dấu hiệu thứ tư là cảm giác như có ai đó nhìn mình à, quý vị thân mến rõ ràng đó là cái cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm ở phía sau lưng bạn mặc dù không đụng vào người nhưng mà các bạn vẫn có cảm giác vẫn có một cái sự nhận định về một sự tiếp xúc vô hình nào đó khiến cho các bạn nổi da gà chỉ muốn chạy trốn ngay ra khỏi phòng hoặc la lên để cầu cứu cái điều chớ treo là khi bạn quay lại nhìn thì lại không hề thấy bóng ma nào cả có thể là do ai đó đang cố tình treo đổi bạn nhưng cũng không loại trừ khả năng ngôi nhà của bạn đang ở có một cái linh hồn nào đó đang viếng thăm à, dấu hiệu thứ năm là mùi hương thoang thoảng trong không khí Hầu hết mọi người đều cảm nhận, nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là ngửi thấy Được cái mùi hương của linh hồn Ví dụ như mùi nước hoa mà những người thân thích quá cố của bạn rất yêu thích Chẳng hạn trong một lúc tình cờ Nó sẽ thoáng qua Hoặc bỗng nặng mùi Trong ngôi nhà của mình Có nghĩa là gì? Họ đang chuẩn bị viếng thăm ngôi nhà của bạn à, Dấu hiệu thứ 6 Là các đồ vật Nó bị xáo trộn Bị bay biến ra khỏi nhà à, Thưa quý vị và một cái đêm nào đó bỗng nhiên một chiếc khăn hoặc là một chiếc áo nó bay qua bay lại trong nhà dù chỉ trong một vài cái khoảnh khắc ngắn ngủi thậm chí là có thể là một cái đồ vật có cái trọng lượng tương đối thì điều này nghe có vẻ rùng rợn và khó tin nhưng một số cái niềm tin cho rằng ma có thể làm được điều khiến cho đồ vật bị dịch chuyển à, thêm một cái dấu hiệu nhỏ nữa đó là các bạn để đồ vật ở vị trí quen thuộc trước khi đi ngủ nhưng mà sáng dậy lại thấy chúng xuất hiện ở một cái vị trí khác liệu bạn có cho rằng bạn đang bị mộng du hay là bạn đang gặp ma hãy cố gắng quan sát tiếp tục vài đêm và hãy vận dụng những cái dấu hiệu ở trên để tìm ra câu trả lời à, dấu hiệu thứ bảy là hãy để ý tới ánh mắt của em bé hãy để ý đến ánh mắt của những em bé những đứa trẻ trông rất ngây thơ vô tư và trong sáng vì vậy chúng có thể thấy được những người khuất mày khuất mặt Các bạn chỉ cần bế bé, bé cưng đi một vòng quanh nhà Nếu bé cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó Thì có thể nơi đó là sẽ có vong hồn Đơn giản trẻ nhỏ không biết gì là ma Chưa kể chưa biết suy nghĩ và cũng chẳng hề sợ hãi gì cả à, Vậy thì người chết có thể cho em bé nhìn thấy cái sự tồn tại của mình à, Thưa quý vị trong tháng 7 cô hồn này thì để luôn giữ được cho mình và những người thân trong gia đình được bình an được may mắn tránh xa những vận xui đeo bám do cái tháng cô hồn mang lại à, các chuyên gia phong thủy khuyên các bạn luôn mang theo bên mình một cái pháp khí phong thủy để trừ tà đó chính là cái minh quan pháp bảo dưới sự khai sáng của đức phật kèm theo là cái bộ chú bát nhã tâm kinh đây là một cái vật phẩm phong thủy không thể thiếu giúp bạn và người thân tránh được cái tà ma chứng khí trong cái tháng cô hồn à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quan pháp bảo nhé. Cái minh quan pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy để lại họ tên ngày tháng năm sinh khi mà thỉnh cái minh quan pháp bảo này. À quý vị thân mến, người xưa đã từng nói đi đêm lắm thì ắt có ngày gặp ma. Và cái điều này đúng cả nghệ bóng lẫn cái nghệ đen. Đặc biệt trong cái tháng cô hồn này thì câu chuyện gặp ma khiến nhiều người vô cùng sợ hãi. Đa phần không ai cho chúng ta nghĩ rằng sẽ gặp ma Vậy nên khi thực tế thì mọi người thường hoảng hốt Không biết phải đối mặt ra sao để tự giải thoát cho mình Ở Trong phần tiếp theo của chương trình tôi sẽ chia sẻ quý vị và các bạn Về cái cách đối phó đơn giản khi gặp ma Để các bạn tự bảo vệ mình trong cái tháng 7 âm lịch này à, Như quý vị đã biết từ xa xưa thì ông cha ta cũng đã sử dụng các pháp khí phong thủy để trừ tà như là các vật dụng bằng bạc, kiếm gỗ đào, hồ lô gỗ đào, gương mất quái vân vân. Đặc biệt trong tháng cô hồn thì một pháp khí phong thủy không thể thiếu để xua đuổi tà ma đó chính là cái minh quan pháp bảo. Đây là cái pháp khí phong thủy trừ tà ma tốt nhất hiện nay. Khi mà gia chủ sử dụng cái minh quan pháp bảo sẽ khiến cho vật phẩm nó phát huy được cái công năng tốt nhất làm cho ma quỷ không có nào dám đến lại gần. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi cách hóa giải khi bị ma quỷ đeo bám. Thứ nhất, khi gặp phải tình trạng bóng đè. Dấu hiệu bạn đang ngủ say nhưng mà lập tức cảm thấy có vật gì đó cực nặng đè lên người, khiến cho khó thở, chân tay bị tê cứng, không làm gì được. Thậm chí các bạn còn cảm thấy có một bóng đen đè lên người. Cách xử lý theo kinh nghiệm xa xưa truyền lại thì các bạn hãy nhắm mắt lại và niệm niệm chú uống mani bát nguy hồng đúng không ạ? Hoặc là niệm niệm chú bát nhã tâm kinh. Đây là hai thần chú mà sẽ có trong cái pháp khí minh Quang pháp bảo. Đồng thời quý vị cũng có thể dùng ngón tay cái ấn vào cái ngón ngón nút cuối cùng của ngón tay áp út À, sau đó niệm 6 lần thì sẽ cảm thấy là máu huyết nó lưu thông và không còn bị tình trạng bóng đè nữa. À, thứ hai là khi bạn nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Cái dấu hiệu bạn ngủ ở những cái nơi xa lạ và có cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình, thậm chí là còn gọi tên mình. À, và đặc biệt là khi các bạn mở mắt ra lại không nhìn thấy ai. Cách xử lý này thì các bạn hãy cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Các bạn có thể ngủ tiếp, nếu không ấy thì hãy tuyệt đối im lặng nếu nói ra thì rất dễ sẽ có thể bị ma bắt. còn nếu được ấy, thì ngay sớm hôm sau có thể mua ít hoa quả thắp hương và khấn vái một vài câu trước khi mà rời đi. À, thứ ba là khi bạn đang trải tóc và thấy ai đó ở trong gương, cái dấu hiệu này ấy, nếu như bạn đi làm về khuya và trải tóc vào ban đêm, bạn thấy ai đó thấp thoáng trong gương nhưng trong phòng lại chỉ có mỗi một mình mình thì cách xử lý là bạn không được hét toáng lên bởi theo quan niệm người xưa cái hành động đó khiến cho hồn vía của bạn bị nhập vào trong gương và có thể bị kéo theo sang cái thế giới bên kia thay vào đó các bạn cần nhanh chóng úp gương xuống lấy một chiếc lược gác lên nó nếu là gương treo tường thì các bạn hãy nhanh chóng kiếm một tấm vải phủ cái gương lại hoặc là dùng nước bọt quét hình chữ thập vào chính giữa gương hoặc là dùng cái son môi ấy, cái son để đánh dấu chữ thập vào cái góc trái của gương cái việc làm này nó nhằm mục đích là không cho những thứ dơ bẩn ở bên trong thoát ra ngoài à, thứ tư là bị thôi miên đi đến một địa điểm nào đó thưa quý vị cái dấu hiệu bạn không uống rượu không uống bia cũng không dùng các chất gây nghiện nhưng lại đi đến một cái địa điểm vắng người thì bỗng dưng vô thức mà các bạn không hề biết gì cả à, khi tỉnh dậy các bạn đang ở một nơi âm u xa lạ ở bụi rậm lũi tre vân vân thì dân gian gọi đó là hiện tượng ma bắt cách xử lý là các bạn hãy bình tĩnh bởi cách thoát ra là rất khó nếu mà còn chút tỉnh táo thì các bạn nên tránh cái tình trạng bị chảy xước và hãy nhanh chóng sử dụng nước tiểu của mình để rửa mặt lúc này thì các bạn sẽ tỉnh táo hơn à, thứ năm là đi bộ một mình trong đêm và nghe tiếng bước chân phía sau mình cái dấu hiệu bạn đi bộ vào ban đêm ở cái đoạn đường vắng vẻ bỗng dưng có bước tiếng bước chân ngay phía sau mình các bạn chắc chắn không có ai, không có người lạ đi theo mình trong suốt đoạn đường đó. À, cách xử lý là các bạn tuyệt đối không được quay lại nhìn và nếu các bạn đang chạy thì hãy giảm tốc độ rồi đi bộ. À, khi các bạn đi bộ phải hạ thấp gót chân xuống, không được nhón gót chân nhằm tránh cái hiện tượng là nhập vong hồn, mang nhập vào người. À, đồng thời hai bàn tay thì cái ngón tay phải ấy, nắm chặt ở bên trong để tránh hiện tượng bị ma bắt. À bên cạnh đó, nếu như nếu như các bạn đã mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo thì không còn lo sợ những cái dấu hiệu xảy ra ở trên. À, quý vị thân mến, chắc chắn là không một ai trong số chúng ta muốn bị cái hồn ma đeo bám cả. Ngay cả ông bà ta vẫn có câu cẩn tắc vô ai nấy. Vậy nên cái việc nắm bắt được những cái dấu hiệu nhận biết vong linh đang đeo bám mình và có cách xử lý đối phó khi mà gặp phải hiện tượng trên sẽ giúp các bạn chủ động bảo vệ bản thân À bên cạnh đó các bạn cũng có thể tham khảo cái pháp khí trừ tà minh quang pháp bảo nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn xua đuổi cái tà ma chứng khí vong hồn trong cái tháng 7 âm lịch này cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn